đó nghiên cứu chỗ cho tụi nó. Em đang rơi màn mây, nơi xa chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi, cái giá mình love with you. Đây bọn gái là đang ngồi cày luôn. Nào muốn ra thì ra ngoài tự lấy. Ra ra xe lấy. Đá không? Đá. Đá lên không được. Chờ. Đá. Đi nơi mình cũng không biết được là nó thiên nhiên hoang dại giống vậy. Lần đầu tiên đi cảm giác này thì phải nói là nói một uống một giọt bia ở đây sẽ vẫn ngon hơn là cảm giác quen thuộc mà hàng ngày uống ở Long Khánh. Thì quá vui. Đây trải nghiệm ba bắp theo tan trong cuộc tình. Mình là ngồi sao ấy đâu mà không ma được chứ. Cho cái đèn đó thấy chị 2-3 giờ. Dạ, buổi sáng hả? Ủa chứ phải ngoài xe hả? Tưởng ngoài xe chứ. Rồi ra, chăm chỉ ăn nó ngoài. Đi ra, sao mình bị chạy vô đầu xe. Trời ơi. Nice.
Sơn Nguyên anh đang làm gì vậy hả? Cái gì? Cái hình như là cái này nó hơi cái nồi nó hơi cao so với cái bếp. Lên để lấy gì đây, nước hả? Không nước luôn, giờ găng tăng hay quá giờ hết động nước luôn rồi. Lấy nước luôn. Làm gì anh? Ở đây nữa rồi. Lên sóng. Bên đây là sớm hay vào? Vô 1, 2, 3 vô. Chúng ta vào ngồi nhậu. Này gửi gió về cho lá bay, rồi lại đây ngắm những hình thang bên đời. Còn ta với nồng nàn. Sao lại phi rượu vậy? Nhiều rồi, có nhiều lắm chị ơi. Giọt mà những chén chua cười ơi. Làm chớ. Như gã du ca buồn. Lặng thầm với nỗi đau. Với trái tim ta tận nguyện. Anh Uy. Ôi em có sẵn luôn hả trời. Vô anh. Đôi đôi như đôi thương này. Người phúc chia ly này. Dòng ta xây cho quê nơi đôi mắt ưu tình. Cảm ơn anh Linh Dù là vì Phải đòn coi chụp hình lẹ đi rồi về nè.